Đang ngồi cà phê chiêu chiêu thì bắt gặp một cao nhân cua oi hổ giữa phố đông người. Con hổ này được độ lại từ chiếc xe Charlie gắn thêm hai bánh chống ngã phía sau. Nhìn cũng độc đáo vui mắt đó. Được biết đây là xe của một ông chú không nhà cửa chuyên sửa xe lề đường ở Cần Thơ, nhưng lúc nào cũng sống vui vẻ lạc quan.